Vâng, em xin chào các bác đấy. Thể theo nguyện vọng của các bác nhé, thì là hôm nay là em ghép cái bộ loa súp hơi và loa nời Bose AM5 Series 3 này vào một con âm ly cho các bác nghe thử chất âm của nó nhé. Thì hôm nay em ghép cái con âm ly Victor AX-S5 này với cả cái loa này nhá. Đấy. Thì cái cách đấu ghép, cách đấu nối như sau này. Đây. Từ âm ly mình sẽ đưa cái dây từ âm ly mình đưa vào cái đầu input ở phía dưới này của cái súp này. Xong từ cái đầu output của cái súp mình đưa lên hai cái loa QB là hai cái loa nời ở trên này. Đấy. Thế là mình đã thành cái hệ thống 2.1 để mình nghe nhạc rồi. Đấy nhá. Thì tất cả công suất nó sẽ đi qua cái súp này, sau đó nó mới phân phối ra hai cái loa này và có súp nhá. Đấy, thì cái này cách đấu này thì nó sẽ vẫn là ra được một đôi loa nhá. Vẫn là ra được một đôi loa nghe nhạc như bình thường. Đấy, nhưng mà có điều là cái đôi loa này nó được tách riêng, trung chép riêng và bát riêng thôi. Đấy, các bác có thể tưởng tượng là như vậy. Đấy. Loa súp hơi, súp kép nhá, súp kép. Con này nghe tiếng cực hay luôn. Đấy, các bác thấy không? Tiếng bát ở bánh rất là sâu, nặng nhá. Đấy. Đấy, tất cả đang để giữa đây. Nhưng mà nhờ có cái súp này mà tiếng bát ở bánh nó khác hẳn luôn, các bác thấy không ạ? Và giải chung giải xem rất là sáng, các bác thấy không ạ? Cái gì ra cái đấy rất rõ ràng luôn, chi tiết luôn nhá. Đấy. Con này dùng để nghe nhạc, ghép thêm để nghe nhạc, hoặc là mang về chưa có loa ghép âm ly và nghe nhạc luôn cũng được, không cần thêm các cái loa khác cũng được. Các bác nhạc nghe rất hay. Đấy, loa nén là QB, loa nén bé nhưng mà có võ các bác nhá. Nghe rất là hay. Đấy. Đấy, hai loa này đang có tiếng nhá. Đấy, được chưa? Đấy, và bây giờ mình tăng bass vào này. Bật nào đốt cho các bác nghe này. Đấy, các bác nghe từng bass nó khác hẳn không? Đấy. Loa Bose của Mexico lúc nào nghe cũng rất là hay, không bao giờ là mình thất vọng cả. Đấy nhá. Hoa mở to mà không tiếng không bị vỡ. Đấy, rất là rõ nét tiếng ca sĩ. Đấy, chép sáng và bát quánh rất là sâu, mềm, nghe nó không bị mệt. Nhưng mà nghe bộ này rất là hay, phải nói là hay. Hàng cành xanh ngỡ ngàng, thương duyên mình dở dàng, chưa yêu đã lỡ. Ok nhá, thì đấy là bộ loa Bose AM5 Series 3 mà hôm qua em có bán sale off đấy. Với giá là 5.450.000 đấy, và cái con âm ly này thì bác nào lấy cả âm ly nữa thì là thêm 3 triệu nữa nha, thì là 8.450.000 là đã có một bộ dàn nghe nhạc rất là hay rồi nha. 8.450.000 rồi nhưng mà nghe rất là hay luôn đấy. Mình mở được trong các gian không gian phòng, diện tích nó khoảng tầm 30m² đổ về rất là ok đấy. Phòng ở đây em mở em phòng đây của nhà em là cái cửa hàng nhà em bây giờ nó khoảng tầm 70m², 60m² nhưng mà nghe tiếng bass vẫn rất là đầy đủ và trung âm rất là sáng rõ nhá. Nghe cực hay luôn. Đời em giờ như thuyền không bên. Thuyền cứ mãi lênh đênh. À, cái bộ loa AM5 CD3 này nhá, nó có một cái rất là hay là cái công suất mà biến thiên từ 1 đến từ 2 từ khoảng 6W cho đến tận 100W à 200W nhá. Nên mình ghép được rất là đa dạng âm ly nha, nó không bị giới hạn. Này.
chúng ta nhìn này, có thể ghép với âm ly hoặc là receiver, có cái red là cái công suất từ 10W đến 200W nha, trên một kênh tám máy đinh Mexico nhá. Đây cách kết nối như sau đây, hàng về đẹp xuất sắc luôn nha. Bác nào cần xem ngoại hình thì các xem ở các video trước nhá. Đấy, ok. Thì đây là bộ bốt AM5 Series 3 nhá. Đấy, và hai con đắc QB của nó. Đấy, thì bác nào đang có nhu cầu mua con này mà vừa cần thử chất âm thì để em thử rồi đấy. Các bác nghe và các bác biết rồi đúng không? Thì bác nào đang có nhu cầu mua thì bên em nhé. Còn các bác cần lấy thêm cả âm ly này để nghe cùng nó thì là lấy cả âm ly luôn là 3 triệu nữa. Là đi 8 triệu 4 năm chục nhá. Vâng, em xin chào các bác. Vâng.